Cám xin Đức Việt xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, sức khỏe, đam mê. Và hôm nay thì mình đang chuẩn bị lồng, căng lại cước cho cái chú chim phía sau sắp xong hồ lông để đi tập dượt trở lại. Thì mình cũng tranh thủ là vừa làm vừa chia sẻ thực tế với cả nhà để xem là qua quá trình mình nuôi như thế nào, cũng làm cái dịp để giao lưu học hỏi cùng với anh em trên mọi miền nhé. Đó thì các bạn thấy đấy, phía sau này là chú chào mèo. Mình đã một trong các chú mình chăm chơi nuôi ở nhà, thi thoảng đi giao lưu cùng với anh em, và mùa trước đã đạt được vài cờ đó, mình có chia sẻ trên kênh Cám Chim Đất Việt mà các bạn đã theo dõi thì có thể thấy rồi. Mùa này thì sau quá trình thay lông có tầm khoảng gần 3 tháng thì bây giờ mới bắt đầu sắp xong này. Lông vẫn chưa xong hẳn đâu các bạn, lông má vẫn còn mọc nhiều. Chút nữa mình sẽ để cái đường link ở phía dưới để cho các bạn xem kỹ hơn về chú chà mào này. Đó. Thế thì đây, cái lồng mà mình vẫn nuôi nó đây. Trong quá trình thay lông thì các bạn xem clip ấy, thì mình có nuôi thay lông nó lúc đầu ở cái lồng này này. Đó. Thì đến tầm khoảng 70-80% lông thì mình bắt đầu mình chuyển sang một chiếc lồng dưỡng lực. Chiếc lồng dưỡng lực ở ngoài này đang nuôi nó ở đây là kích thước khoảng 60cm nhé. Đây, 20, 40, 60. Đấy, dưỡng lực 60cm. Và mình cài hai cầu ở phía trong. Thế còn với đặc tính của cái con chim này ấy, là một chú chim mà nó bu chụp và khá là nhiều vào cái nét của con chim ấy, thì mình điều tiết nó bằng các kiểu lồng khác nhau, và mình cảm thấy nó phù hợp với những chiếc lồng mà có cái nan xít xít như thế này. Đấy, và hiện tại mình đang chơi nó ở lồng vuông. Đó. Các bạn thấy nan xít ở phía trên. Cái này nó gấu lắm. Đấy. Thế thì bây giờ mình bắt đầu căng cước trở lại đây. Đây, các bạn nhìn này. Đây này. Để cho các bạn xem. Đây này. Các bạn nhìn rõ. Đấy, bạn thấy đây này. Đấy. Thì trong cái lúc mà giai đoạn nó thay lông ấy, mình cho sang cái lồng kia thì mình có cắt những cái cước cũ của mùa trước đi. Thì lúc này là mình dọn dẹp vệ sinh lại lồng này, rồi cắt cước để vệ sinh lồng, vì trong quá trình nó vệ sinh lên thì nó sẽ bẩn cái cước. Thì mình có thay cước định kỳ, và trong giai đoạn thay lồng thì đúng giai đoạn mình dưỡng lại lồng và cũng thay cước luôn. Đấy. Đây là mình mới căng được một nửa rồi. Đấy. Căng được một nửa. Cái vấn đề căng cước thì đây. Này. Các bạn ra cái tiệm tạp hóa mua cái cước câu cá này. Đấy, mua cả cuộn này luôn, rẻ không mà, mấy chục ngàn này. Đấy, về căng thoải mái luôn. Căng cước để hạn chế cái con chim nó xuống sàn. Thì với đặc tính của cái con chim này của mình ấy, thì tỷ lệ xuống sàn của nó khá là ít. Đấy, và nó dễ dàng, cho nên là mình căng cước hàng ngang này thôi. Đấy, căng hàng ngang. Nếu còn những con chim nào mà các bạn nó khó tính quá mà nó lì đòn quá thì chúng ta phải căng chéo này. Căng chéo cao lên là nó hạn chế xuống, con mình chỉ cần căng ngang thôi. Và chia sẻ một chút với cả nhà, đó là cái căng cước này mình căng là hai nan một phát nhé. Đây đây các bạn này. Đấy, căng rất toáng này. Đó. Hai nan căng một giây, bởi vì mình căng thoáng như vậy thôi để qua quá trình vệ sinh nó sạch sẽ hơn, và mình không căng dày quá, để nếu căng dày quá nhiều khi làm cái điểm tựa nhiều con chim nó vẫn xuống đó. Và nhiều con chim nó hoảng loạn, nó còn nhảy xuống sàn nếu mà căng dày quá lại mắc ở dưới. Mình đã gặp trường hợp những con như thế rồi, nên căng thưa thưa thôi nhé. Hiệu quả là được, vừa phải hiệu quả. Tiện đây thì cũng chia sẻ thực tế các bạn trong quá trình nuôi này. Thì trong quá trình mà nuôi thay lông ấy, tức là lúc con chim nó báo lông. Báo lông vẫn đi chơi bình thường nhá, vẫn dãi dượt bình thường, chứ không đi thi đâu. Đấy. Như bản thân mình ấy thì do công việc làm cám thì cũng khá là bận rộn, nên thi thoảng mình mới xách chim đi chơi hoặc đi thi giao lưu thôi, chứ còn thực tế ra mình không đi nhiều nhá các bạn. Không có đi nhiều đâu. Đấy. Thế còn cái lúc mà báo thay lông thì mình vẫn cho đi dãi dượt bình thường thôi, chứ mình không có thi thố nữa, bởi vì lúc thay lông là con chim đã bắt đầu xuống rồi. Thế thì mình đợi đến khi mình ủ thay lông là cái lúc khi mà cái giai đoạn mà con chim nó phải
rụng khá nhiều lông rồi, rụng lông cánh, rụng lông đuôi, bắt đầu mình vào chế độ nhá, chứ mình không ủ sớm đâu. Thế thì thay lông mình cứ để nó trong cái lồng nuôi như bình thường này, thay đến tầm khoảng 70 đến 80% lông, bắt đầu mình cho sang lồng dưỡng lực. Mục đích để làm gì? Đấy, chia sẻ với các bạn thực tế này, để cho con chim nó bắt đầu vận động nhẹ để đi vào ôm lông. Đấy, nó ôm lông tránh cái tình trạng mà nó hai bị bông bông hai bên sườn này. Đó, vận động nhẹ. Nhưng mình không có để là nhiều anh em là để con chim nó khô kiệt hết cả lông rồi bắt đầu mới đi vào tập, thì nhiều khi lúc đó nó lại hơi muộn một chút. Thế thì mỗi anh em một cách nuôi riêng, một cái kiểu nuôi, một địa hình nuôi riêng thì chúng ta lựa chọn cách khác nhau. Nói chung cách nào cũng được rồi, phù hợp với con chim của bạn là được. Đấy, cách này nó phù hợp với con chim của mình, và hầu như chim nhà mình đều nuôi như thế cả. Thì mình chia sẻ thực tế để cho các bạn nuôi theo cái kiểu như thế để là con chim nó vừa phải. Nhưng mà lưu ý nhá, lúc mà tầm đó lông nó chưa xong 70-80% thôi thì nuôi lồng dưỡng lực thôi, ngắn thôi, cài bước cầu ngắn thôi, đừng cho con chim nó hoạt động quá mức, có vận động như ở mức độ vừa phải. Thế thì còn đó là về cái chế độ lồng nuôi. Thế còn về chế độ ăn thì thế nào? Chế độ ăn thì trong quá trình thay lông ấy, các bạn nào mà đang sử dụng cám của cám chim đất Việt nhà mình này, đây này, ăn quanh năm một loại, đảm bảo má đỏ đít đỏ luôn. Đó. Lông đẹp, thay lông đều. Này. Số điện thoại 0908070555 hoặc 0944114410. Đó. À, cám màu của nhà mình ấy, cẩu cám chim đất Việt ấy là 200.000 một kg. 1 kg được 4 gói như thế này và miễn phí ship trên toàn quốc nhé. Các bạn nào mà tự làm được thì tốt. Nhưng mà làm sao mà để mà nguyên liệu nó chọn cái nguyên liệu nó dạng nguyên liệu mát đó. Còn hoặc ngoài ra các bạn có thể lựa chọn một số cái hãng cám trên thị trường. Anh em làm thực ra nó cũng tốt thôi, thì anh em lựa chọn loại nào là phù hợp với con chim của bạn nhá. Đấy, chia sẻ rất là rõ với các bạn như thế. Thế còn thì về chế độ mồi tươi ở lúc thay lông ấy, thay lông thì như các bạn thấy này, trong lúc thay lông thì mình sẽ bổ sung nhiều hơn cái lượng hoa quả ở dạng nước, ví dụ như là đu đủ chín này, đu đủ mình ưu tiên nhất nhé. Rồi thì cà chua này, đấy phần lớn là như thế, là những hai loại quả là dễ mua. Còn ngoài ra anh em có điều kiện mà chăm chỉ hơn nữa thì cà rốt hấp này, rồi thì một số cái loại hoa quả tùy vùng miền các bạn. Thế còn mình thì dễ mua ra chợ mua vừa ăn này, vừa mua cho chim ăn luôn. Đấy, vì là thực tế ra trong cái sản phẩm cám của cám chim đất Việt nhà mình ấy, đã bổ sung những cái dạng hoa quả sấy, rồi một số cái dưỡng chất thành phần đặc biệt hoàn toàn tự nhiên để cho cái con chim này má đỏ đến đỏ luôn ấy. Thay lông xong các bạn nuôi cám này, các bạn nhận định ra luôn, nuôi rất là đơn giản nhẹ nhàng, không có phải quá là phải lo lắng cho nó cả, cứ có cám này là má đỏ đến đỏ. Đấy, cám chim đất Việt. Thế thì cứ nuôi như vậy thôi, để nơi yên tĩnh. Đấy, để nơi yên tĩnh trong vòng có con thay lông nhanh, có con thay lông chậm. Cứ để đấy trong vòng tầm khoảng tháng 2 tháng. Đấy thì con chim nó tương đối hoàn thiện lông ở trong lồng rồi ấy, thì bắt đầu là lúc đó thì mình sẽ cho nó sang lồng dưỡng lực. Đấy. Tiếp theo đến giai đoạn này này. Giai đoạn này thì bắt đầu là mình cho ăn, bắt đầu cho ăn thêm táo này, táo này, rồi thì chuối chín này. Đấy, chuối chín là giai đoạn này nhé. Ví dụ như thế này nhé, ví dụ như là 2 ngày mình bắt đầu cho ăn mồi tươi với lại một lần. Mồi tươi ở đây thì có thể là gì, là dế này, dế vẫn ăn nhé, là cào cào này, hay là tùy vùng miền của các bạn cảm thấy con chim của bạn vùng miền đó có những con mồi tươi gì hợp lý, hay là theo cách nuôi của các bạn đấy, các bạn thấy nó hợp lý thì bạn cho ăn. Nhưng ở đây những con dễ mua như là dế cào cào, dế có dế vàng, dế đen, cào cào châu chấu, ăn được là ăn thoải mái đi nhá. 2 ngày ăn một lần, nhưng ở đây thì mỗi lần tầm khoảng là 5-7 con đấy, vừa phải thôi nhá, không cần nhiều quá nhá ở giai đoạn này nhá. Đó thì bắt đầu cho ăn những cái mồi mang tính chất là nó đầy đủ hơn một chút, nó có những cái dưỡng chất để giúp con chim nó bắt đầu bước vào siết lông,
vào lên lửa như cao cao chẳng hạn đấy, bắt đầu ăn đi. Rồi cứ nuôi như thế tầm khoảng 80% rồi tầm khoảng 2 tuần đến 3 tuần nữa thì bắt đầu tương đối là xong lông, khô lông. Khô lông thì bắt đầu con chim mình cảm thấy là nó có điện, tự nhiên nó có điện luôn nhá. Nếu mà các bạn cứ chăm đều đều như thế thôi, hàng ngày sáng ra các thứ là treo ra là nó có điện. Đấy, nó có điện nó hót nhiều này, rồi nó bật ché nhiều này. Đấy. Con này thi thoảng sáng bắt đầu ché thôi. Tí nữa mình sẽ để clip ở dưới phần mô tả các bạn xem. Đấy, thì bắt đầu là thấy hiện tượng như vậy thì bắt đầu mới đấy, mới đan lồng. Đan lồng thì bắt đầu để cho nó sang đây một vài bữa, sau đó đi dãi dượt, tập dượt trở lại đi. Đấy, cảm thấy nó đạt phong độ, tầm khoảng hơn một tháng sau đạt phong độ thì có thể là đi cà phê, đi thi đấu các cái giải nhỏ dần dần. Thế thôi. Thế còn bạn nào đang dùng cám đất Việt thì cứ dùng một loại nhé. Còn bạn nào mà dùng các loại cám của hãng khác thì xem là họ nuôi như thế nào, chế độ họ hướng dẫn ra sao. Mình nuôi theo cái công thức, một số bạn dùng kích thích nọ kia, nhưng mà mình thì không nhé, tuyệt đối nhé. Cám chim đất Việt này ăn một loại quanh năm, kết hợp với cách nuôi như mình hướng dẫn đấy, rất đơn giản nhẹ nhàng vậy thôi, không phải quá đau đầu vì chim gò đâu. Ăn một loại quanh năm này, rồi thì đến cái thời điểm 80-90% chăm lông thì bổ sung thêm mồi tươi, một số loại mồi tươi mình chia sẻ đấy, hoa quả đấy, ăn thêm vào, con chim có lửa đấy, phơi nắng thêm một chút, có lửa là đi dãi dượt thôi, ăn vẫn một loại quanh năm. Quan điểm của mình là nuôi mát, nuôi đầy đủ dưỡng chất đó, mát này đầy đủ dưỡng chất, con chim của sẽ nó lên từ từ, lên tự nhiên và nuôi rất là nhàn. Và nếu như mình nuôi ở dạng thoáng và đều đặn định kỳ như thế này ấy, thì cái tỷ lệ con chim gãi xỉa là ít. Tất nhiên là phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng mà đây là một trong những cách nuôi để làm sao mà giúp cho con chim nó đỡ gãi rỉa hơn và có lực sớm chim khỏe. Và tiện đây anh chia sẻ với các bạn nhé. Như anh em hỏi là trong giai đoạn thay lông thì có tắm không? Mình chỉ không tắm ở cái giai đoạn lúc nó chút lông nhiều thôi. Chắc đâu đó tầm khoảng 5-7 ngày gì đó. Hay là có con mà chút lông chậm chậm lai dai nhiều, có thể đến cùng lắm là đến 10 ngày là cùng. Nếu không thì tầm 5-7 ngày là bắt đầu mình không tắm giai đoạn đấy thôi. Còn sau đó khi đã nhú lông rồi là mình tắm bình thường. Còn ở cái giai đoạn này, cứ 2 ngày, 1-2 ngày mình tắm một lần. Còn phụ thuộc vào vùng miền của các bạn nhé, nhiều cái vùng nó nóng gần chết rồi thì thôi tắm cho nó nha các bạn. Và đặc tính của con chim nữa, nhiều anh em mà con chim tính nó nóng rồi là còn không tắm cho nó nữa, thời tiết khí hậu nóng điên đảo mà không tắm thì nhiều khi là con chim cũng không tốt đâu các bạn. Nhiều anh em hỏi bảo còn bảo là có hỏi mình là anh ấy tắm chim sao mất lửa không, thì không sao đâu các bạn ạ, tùy cá tính của từng con chim đấy. Nếu mà lạnh quá thì tắm vừa phải, tắm ít thôi, tắm nhiều thì nó không nên, nhưng mà tắm vừa phải. Đó, cứ nuôi như vậy thôi. Thế còn về cái vấn đề chia sẻ với các bạn một chút nữa này, về vấn đề tật lỗi của chim ấy, thì phần mình đã biết là nhiều con chim sao số, nó nhiều con nó cũng tật lỗi mà. Và để mà nhiều anh em hỏi là anh ấy dùng lồng nào để hạn chế tật lỗi, thực ra là những cái con chim mà đã lỗi rồi thì khó lắm. À, như con chim mình của mình này, con này này, con này nó có lỗi đấy nhé, đấy nó có lỗi. À, nhiều khi mà nó vào vòng sâu mà nó căng quá các thứ là nhiều khi nó cũng hơi đấy, quay ngáo ngáo ấy, nhưng mà mình sẽ khắc phục dần dần và nuôi con chim nó thật căng lên. Chứ mà để mà hoàn hảo thì nó khó lắm, kiếm một con chim hoàn hảo nó khó lắm nha các bạn. Mình lựa theo con chim cho nó hợp lý. Còn lồng đã lỗi thì lồng nào cũng lỗi. Nhiều anh em mình cứ đổi hết lồng nọ, lồng kia, lồng sinh, lồng vuông, lồng thái các kiểu để hạn chế chim lỗi, không phải. Các bạn quan tâm nhiều hơn đến cái cầu của nó. Điều tiết bằng cầu nhé.
nhiều khi có phải tỉ mỉ như này các bạn, để tranh thủ là cứ vừa căng cước và vừa chia sẻ các bạn. Các bạn căng cước là không không cần căng căng quá đâu, căng vừa phải. Các bạn có thể vào cái kênh, vào cái website cám.sinhviet.com thì mình có chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm nuôi chim dưới dạng văn bản, các bạn xem. Bản thân mình ấy thì không có chia sẻ quá nhiều clip, mình chia sẻ trọng tâm vào một số clip mà có nuôi thực tế để anh em nhìn. Anh ngoài cái việc nghe nói thì anh em nhìn là anh em có thể là cảm nhận được ngay, và anh em có thể có cái cách phù hợp cân đối với cái thực tế nuôi ở trong môi trường với con chim của anh em. Còn thực ra thì với con chim này nuôi cái này nó ok, nhưng với con chim khác thì chưa chắc đã phù hợp với con chim khác nha các bạn. Đây, căng gần xong rồi. Đây, các bạn xem này. Được chưa? Đó. Đây, còn một bước nan nữa. Đây, còn một đoạn này bên này nữa, mình căng tiếp. Mình thì vừa chơi họa mi chữ chòe với chào màu. Nói chung là phần lớn là mình chơi hot ở nhà là chính, nhưng mà thi thoảng mình có đi giao lưu cùng với anh em một chút. Anh em còn có những cái thắc mắc gì hay như thế nào thì anh em cứ comment ở dưới cái phần mô tả. Nếu mình chia sẻ mình giúp được gì thì mình sẽ chia sẻ với cả. Nhà mình hiện tại đang nuôi mấy con nha các bạn. Con này nó xong lông trước, đi tập trước. Còn một số con mình nuôi ở trên tầng 4. Còn tiếp tục với cái cách chăm sóc của cái chú chào mào này ấy, thì tùy vào cái quyết định của các bạn. Bây giờ thì anh em cho ra rất nhiều cái sản phẩm khác nhau nha các bạn. Từ cám A, cám B, cám C rồi thì hỗ trợ dinh dưỡng DEF gì đấy, đúng bạn, rất là nhiều tùy các bạn. Nhưng mà mình nuôi theo phong cách đơn giản để làm sao mà cho con chim nó lên một cách từ tự nhiên nhất. Như thế này này. Bất cứ một cái dưỡng chất nào đưa vào cái cơ thể, đặc biệt là những cái loại chim loại dòng lông vũ như thế này, phải quan tâm đến cái chất lượng lông của nó nha các bạn. Bộ lông rất quan trọng, không chỉ với chào mào đâu mà các dòng chim khác, nó sẽ giúp con chim chúng ta nó khỏe khoắn hơn, nó tự nhiên nhất. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái dưỡng chất nó kích thích quá lớn thì dẫn tới là con chim có thể nó căng, nó cũng căng điện và căng ở một thời gian nhất định, nhưng mà sau này cái lông của nó dễ bị giòn các bạn. Đặc biệt với con chào mào này, nếu muốn chơi lâu dài, nếu mà để giòn lông thì không chơi được lâu dài. Các bạn có để ý ấy, có những cái con chim mà chăm mà để nó bị giòn lông ấy thì nhìn nó sơ xác và nó chỉ chơi được một khoảng thời gian nào đấy thôi, nó không chơi được sâu.
Và thực tế mình thấy nhá, cái dòng chào mào nhá, chơi được rất nhiều năm ấy, nếu các bạn chăm mà dạng ở dạng mát ấy, dạng mát lông lá đẹp chim khỏe lên lửa từ từ sẽ chơi được nhiều năm đấy. Nguyên lý chơi chim của mình là nuôi con chim rất là từ từ lên nhẹ nhàng. Còn nhiều anh em mà đang sử dụng cám của cám chim đất Việt nhà mình ấy, thì cứ yên tâm, cứ sử dụng đi. Con chim sẽ lên một cách rất là từ từ. Đấy, đúng theo cái quy trình của nó, thay lông đúng quy trình, đúng tháng, đúng ngày, đúng năm, con chim sẽ lên chơi ok. Kết hợp với cách nuôi của mình nhá, nó không không phải văn không 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 có phải văn hoa cái gì đâu nha các bạn, không phải cầu kỳ nọ kia. Đây còn nốt một dây này nữa là xong đây. Đặc biệt với cái dòng sản phẩm cám của nhà mình ý, mình không có để qua bất cứ một đại lý trung gian nào đâu. Mình vừa chơi, mình vừa chia sẻ cho anh em mà. Đấy, do vậy anh em cần thì cứ gọi điện trực tiếp nhé. Gọi điện trực tiếp giúp mình. Mình làm việc qua số điện thoại thôi, không có làm việc qua mấy cái nền tảng online. Không có làm việc qua ứng rồi, mấy cái nền tảng online. Mình làm việc trực tiếp qua số điện thoại luôn. Mình căng nút dây cước này mình chia sẻ với các bạn về cái cầu của con chim nhé. Rồi xong rồi đây. Đây các bạn nhìn. Đó, đều chưa? Tóc này rất là dễ thôi. Thì nữa là một số cái dâu ở phía bên ngoài này thì đây mình cầm kéo mình bấm thì là ok. Con chim này ấy, thì mình dùng hai cầu góc này, hai cầu góc và một cầu thẳng, phần lớn là mình sẽ sử dụng như vậy. Đây là cái che nóc lồng này. Như vậy thôi, sẽ cài gọn bốn góc. Đó là cống cài này. Còn về vấn đề dãi dượt nha các bạn, thì mình sẽ để là khoảng 5-6 hôm mình cho đi dãi dượt, tập dượt một lần để cho nó lấy lại cái phong độ. Thì các bạn sẽ theo dõi nhiều hơn những video mình chia sẻ trên kênh YouTube Cám Chim Đất Việt nhé, về cái bước mình đi dãi dượt cho các chú chim. Đó, thì ngày hôm nay vừa làm lồng cũng vừa chia sẻ một vài điều thực tế mình qua quá trình mình nuôi ở nhà như vậy, để làm sao mà cho các chú chim chúng ta nhẹ nhàng thoải mái nhất.
các bạn có nhu cầu sản phẩm cám thì liên hệ với Cám Chim Đất Việt nhà mình, số điện thoại 0908070555 hoặc 0944114410. Cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn theo dõi video và đồng hành cùng Cám Chim Đất Việt. Chào tất cả các anh em.